Mascanner cao năng lượng nào tăng cân, tăng cơ nhanh nhất mà hạn chế lên mỡ nhất? Hầu như các dòng mascanner cao năng lượng đều có tác dụng giống nhau, đó là tăng cân, tăng cơ nhanh, giúp hấp thu tốt cho người gầy ốm. Điều này là chuyện đương nhiên khỏi phải bàn. Nhưng vấn đề mà những người sử dụng muốn bàn đến, đó chính là loại mascanner nào có vị ngon nhất và hạn chế lên mỡ hơn. Với sản phẩm Matte Effect của hãng San được phân phối độc quyền bởi BBT tại Việt Nam, hoàn toàn mang lại tác dụng tăng cân, tăng cơ nhanh và hạn chế lên mỡ hơn hẳn so với các dòng matte khác. Chỉ chứa 9 gam đường từ tinh bột và đường trong sữa, hạn chế đường tối đa nhất hiện nay. Trên nhãn sản phẩm, nhà sản xuất San còn khẳng định một câu đanh thép: No add sugar, có nghĩa là không cho thêm đường vào sản phẩm. Sản phẩm hoàn toàn 100% không được bỏ đường vào để tạo vị ngọt, mà vị ngọt của nó đến hoàn toàn từ chất ngọt không sinh calorie và vô hại cho sức khỏe, mà thường được sử dụng cho người ăn kiêng, người giảm béo, người bệnh tiểu đường, tim mạch. Bởi vậy, khi uống sản phẩm này, bạn sẽ cảm thấy vị ngọt thanh, nhẹ, không đậm và không chóng ngán. 100% tinh bột xịn, chất lượng và mắc tiền từ các loại ngũ cốc, cám gạo và hạt lanh, dầu xơ thu hút chất béo trong thực phẩm khá tốt, cản trở ruột hấp thu chất béo từ lòng ruột vào trong máu. Những chất béo đó chưa kịp hấp thu đã bị đường ruột đẩy ra ngoài. Hàm lượng cholesterol cực thấp chỉ 5mg, sánh ngang với mức cholesterol trong các sản phẩm whey protein isolate hydrolyte tinh khiết. Ngoài ra, các thành phần giúp tăng cơ bắp, tăng cân nhanh, tăng sức mạnh, tăng sự phục hồi tái tạo phát triển cơ bắp như calorie 1105 rất cao, 50g protein trên một liều dùng, dầu BCAA và glutamine. Đặc biệt, chất béo MCT bổ sung các axit béo tốt để giúp cân bằng hoạt động tốt các chức năng của cơ thể, làm giảm cholesterol xấu trong máu mà không hề làm tăng mỡ dự trữ trong cơ thể. Với một bịch 20 lần dùng, bạn có thể sử dụng được 20 ngày và hiện tại BBT có sẵn 3 vị: chocolate, dâu và vani. Để mua hàng và được tư vấn tốt nhất, hãy gọi về tổng đài 1900 2050 hoặc hotline 0934111640 hoặc đặt hàng tại website thol.com.vn hoặc mua hàng trực tiếp tại địa chỉ công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại BBT 107-109 đường số 6, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh.